dù đây là đêm thứ tư của tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam rồi, nhưng mà không khí rất là hào hứng. Và đặc biệt là đêm nay là đêm của một nhà thiết kế rất là trẻ, gần như là một người em của Tuấn, là Claret Giang Lê. Thì tất cả mọi người rất là hào hứng để mong chờ bộ sưu tập này. Chào các bạn, hôm nay Thanh vẫn rất là vui vì được tham dự hai slot của Vietnam International Fashion Week, và thảm đỏ thì vẫn rất là nhộn nhịp, và chắc chắn là Thanh vẫn sẽ theo dõi cho đến những giây phút cuối cùng. Tại không khí này đây, Thanh thấy rằng là những khán giả yêu mến thời trang đang rất là háo hức, và họ cũng dành điều không kém gì các stylist. Và Thanh không ngờ rằng là tuần lễ thời trang quốc tế Việt Nam Vũ Đông 2016 thành công đến như thế. Khí ở đây rất là tuyệt vời, rất nhiều những bộ trang phục mới và xu hướng mới được cập nhật. Và ngày hôm nay thì có thể thấy được rằng Dung khoác lên trên mình bộ quần áo của I Hate Fashion, và Dung chính là một fan thứ thiệt của I Hate Fashion. Hôm nay show diễn của Sandy cùng 216, ngoài sự chuẩn bị thì cũng đã chuẩn bị đã xong hoàn tất, và bây giờ Sandy đang rất là mong mỏi cái show diễn ra để khán giả được chiêm ngưỡng cái bộ sưu tập của 216. Chị Trang đó là người phụ nữ tôi ngưỡng mộ, và tôi bay ra đây chỉ để chúc mừng chị và ngưỡng mộ những cái gì chị đang làm, và chúc chị luôn thành công. Và tôi đang háo hức chờ đợi những bộ sưu tập mới. Đây là đêm đầu tiên mà Thanh tham gia Vietnam International Fashion Week với tư cách là khách mời. Hôm nay nhà I Hate Fashion sẽ mở màn cho ngày năm. Thanh cũng đang chờ đợi một cái fashion film mà Thanh có tham gia với thương hiệu này, thì cảm giác nó hào hứng rất là nhiều. I love Vietnam International Fashion Week. Be your model.